Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hội nhập quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 14 tháng 1, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Hiệp định CPTPP tạo nên một khu vực kinh tế tự do với khoảng 500 triệu dân và chiếm 13% GDP toàn cầu với những quy định thống nhất về đầu tư và dịch vụ đối với rất nhiều lĩnh vực, từng bước bãi bỏ thuế quan đối với dòng sản phẩm. Mới đây nhất vào ngày 19 tháng 1, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cũng đã chính thức diễn ra, thể hiện quyết tâm cao của tất cả các nước trong việc sớm đưa Hiệp định CPTPP vào cuộc sống nhằm đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Những vấn đề xung quanh Hiệp định CPTPP và những tác động tới Việt Nam sẽ là nội dung được chúng tôi gửi tới trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 74,47 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2018. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đạt 36,809 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 37,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Việt Nam xuất siêu sang 5 thị trường bao gồm Canada, Chile, Mexico, Australia và Peru. Đồng thời nước ta cũng nhập siêu từ 5 thành viên còn lại bao gồm Brunei, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản và Singapore. Đáng chú ý, Canada là thị trường Việt Nam đạt con số xuất siêu lớn nhất với giá trị đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ. Ngày 14 tháng 1, Hiệp định CPTPP có hiệu lực ở Việt Nam. Trong cam kết bảo vệ nhà đầu tư, Canada đã bảo hộ hai thương hiệu lớn của Việt Nam là nước mắm Phú Quốc và cà phê Buôn Ma Thuột. Điều này có lợi cho việc xuất khẩu hai sản phẩm này của Việt Nam vào thị trường Canada. Trong cam kết về bảo vệ nhà đầu tư, Canada và Việt Nam đạt được thỏa thuận, phía Canada sẽ giúp Việt Nam huấn luyện nhân lực nhằm hỗ trợ và khai thác hai thương hiệu được cấp chỉ dẫn địa lý là cà phê Buôn Mê Thuột và nước mắm Phú Quốc. Việc bảo hộ nguồn gốc xuất xứ rất cần thiết để đảm bảo hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Canada sẽ không bị hàng nhái, hàng giả, giúp cho uy tín của sản phẩm được nâng cao. Mà khi một cái sản phẩm nào đó được một cái thị trường nào đó người ta bảo hộ cái chỉ dẫn địa lý thì đồng nghĩa việc là cái thương hiệu đó nó cũng đã được ghi nhận, nghĩa là cũng là cái thương hiệu nổi tiếng, thì giúp cho người tiêu dùng Canada người ta tìm đến mặt hàng mình nhiều hơn. Để đổi lại việc bảo hộ này, Việt Nam phải có mọi luật và biện pháp cấm các loại rượu nào được mang tên là Canada Whisky và Canada Rye Whisky mà không do Canada sản xuất. Như vậy, các ngành chức năng ở Việt Nam phải đáp ứng ngay những điều kiện mà phía Canada đặt ra. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Theo đó, nhiều mặt hàng thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản, vốn được coi là thế mạnh của nước ta, sẽ được hưởng lợi. Nhiều mặt hàng thủy sản trước chưa được cam kết xóa bỏ thuế quan trong Hiệp định Việt Nam, Nhật Bản và ASEAN, Nhật Bản sẽ được hưởng thuế 0% khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong khi đó, một số loài như cá tuyết, surimi, tôm, cua sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Cá tra và cá ba sa, những mặt hàng thủy sản duy nhất xuất khẩu sang Mexico, được hưởng thuế 0% vào năm thứ 3 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Ngoài ra, mặt hàng khác như hải sản, tôm, cá ngừ, đồ gỗ xuất khẩu cũng sẽ được hưởng lợi nhiều từ hiệp định này. Với việc được hưởng thuế suất 0%, ngay khi CPTPP có hiệu lực, gạo sẽ có khả năng tiếp cận vào thị trường Canada. Mexico cũng là một thị trường mới. Hiện gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này ước khoảng 70.000 tấn một năm và sẽ được hưởng thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Những đàm phán về thuế liên quan chặt chẽ đến cam kết quy tắc xuất xứ. Chỉ khi vượt qua được các đòi hỏi về nguyên tắc xuất xứ thì các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường mới được hưởng mức thuế ưu đãi. Đây chính là ý kiến được đa số các đại biểu đưa ra thảo luận tại hội thảo CPTPP với doanh nghiệp Lợi ích hay thách thức diễn ra vào ngày 19 tháng 1 tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của 200 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các doanh nghiệp trong ngành bị tác động bởi hiệp định như dệt may, da giày. Tại hội thảo, nhiều khía cạnh, vấn đề mà doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt đã được đánh giá và phân tích bởi các chuyên gia. Trong đó, điểm mấu chốt để doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ CPTPP là quy tắc xuất xứ hàng hóa đã được thảo luận trong buổi hội thảo.
Theo các chuyên gia, chỉ khi vượt qua được các đòi hỏi về quy tắc xuất xứ thì các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường mới được hưởng thuế ưu đãi có được từ CPTPP. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có ý thức tìm hiểu cụ thể và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc xuất xứ để hàng hóa có thể xuất khẩu được. Tôi nghĩ đối với ngành thép, vấn đề xuất xứ không phải là cái vấn đề lớn, vì với những cái đầu tư gần đây của một số các doanh nghiệp trong việc chế tạo luyện cán thép tại Việt Nam thì đa số các sản phẩm thép đều được sản xuất qua nhiều công đoạn ở Việt Nam. Do đó cái việc mà thỏa mãn cái điều kiện để lấy cái chứng nhận xuất xứ nó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên thì hiện nay đa số các cái quốc gia họ có cái mức thuế thép là bằng không, như vậy để Việt Nam có thể xuất khẩu được thép vào các thị trường khác, kể cả những nước CPTPP, thì Việt Nam cần phải cạnh tranh với những cái quốc gia mà có thế mạnh về thép, ví dụ như là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc hay Ấn Độ vân vân. Hội thảo đi sâu phân tích vào một số lĩnh vực được cho là chịu nhiều ảnh hưởng từ hiệp định. Dệt may được xác định là một trong số những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi hiệp định đi vào thực thi. Theo ông Trương Văn Cẩn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, dệt may hiện là ngành công nghiệp đứng đầu của cả nước về sử dụng lao động với khoảng 2,7 triệu người, đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sau điện thoại và linh kiện. Với con số 36,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, thị trường dệt may cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi xuất xứ hàng hóa của mặt hàng này đang chịu nhiều thách thức bởi khâu nhập khẩu nguyên liệu, bông và vải sợi vẫn chủ yếu đến từ những thị trường ngoài khối. Bên cạnh đó, điểm nghẽn duy nhất của ngành dệt may Việt Nam còn đến từ khâu sản xuất vải. Đây là lĩnh vực ngành đang rất yếu, dẫn đến việc Việt Nam phải nhập khẩu đến 12,8 tỷ đô la Mỹ vải. Trước mắt, muốn giải quyết được điểm nghẽn, các doanh nghiệp trong nước phải liên kết với nhau, xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây chính là một cái thách thức rất lớn. Đây là thách thức rất lớn. Mà hiện nay, việc mà chúng ta đang còn yếu ở thông thường nguồn, từ sợi đến vải, thì nó tạo ra cái điểm nghẽn cho ngành. Mà chính cái này nếu không giải quyết được thì chúng ta không thể được hưởng lợi ích từ cái hiệp định thương mại tự do CPTPP. Tuy nhiên, cái thách thức đó nếu như chúng ta tập trung giải quyết được thì nó lại trở thành một cái cơ hội rất lớn cho ngành dệt may để cân đối lại những cái khâu trong quá trình sản xuất để chúng ta có thể phát triển bền vững hơn và nhanh hơn. Ngành dệt may cũng đang xuất khẩu vào những nước đó nó rất lớn, thì đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để mà tăng được cái lượng hàng, tăng được cái kim ngạch xuất khẩu cho cái ngành dệt may Việt Nam, và đồng thời tạo thêm nhiều công việc làm, đồng thời thì cũng tăng cái lợi nhuận. Dấu mốc quan trọng được hình thành khi CPTPP đi vào thực thi, nhờ đó những cam kết thế hệ mới sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh hơn quá trình thay đổi chính mình trong việc tìm động lực tăng trưởng mới. CPTPP cũng mở ra một thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, nơi có sân chơi công bằng hơn so với các nước lớn. Mình có thể làm gì? Mình xuất khẩu được cái gì? Mình nhập khẩu được cái gì? Mình có thể là hợp tác với họ về lĩnh vực đầu tư hay không? Có thể là tham gia với họ trong cái chuỗi cung ứng hàng hóa hay không? Thì tất cả những cái việc ấy thì doanh nghiệp phải chủ động. Doanh nghiệp Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các doanh nghiệp lớn thì hầu như đã có một cái sự chuẩn bị tương đối kỹ càng khi Việt Nam gia nhập CPTPP cũng như các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương khác. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái hiểu biết của doanh nghiệp vẫn còn ở mức độ khá là hạn chế. Thêm nữa, những cái quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài như thế nào thì gần như các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có những cái hiểu biết mà theo chúng tôi thấy rằng là cần phải có sự bổ sung. Đây là hội thảo đầu tiên về CPTPP kể từ khi hiệp định chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 1. Hội thảo mang đến nhiều thông tin hữu ích, từ đó giúp các doanh nghiệp có sự chuẩn bị mang tính chiến lược để đón nhận nhiều lợi ích và giảm thiểu thách thức. Đây cũng là kênh kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia với doanh nghiệp của Việt Nam, từ đó có những cải cách phù hợp, cải thiện môi trường kinh doanh. Đến đây chuyên mục Hội nhập quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.